Xin chào tất cả các bạn, đến với triển lãm Wedding Fair năm 2023, triển lãm các thiết bị sân khấu chuyên nghiệp tại Ứng Hòa Hà Nội vừa qua. Chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn dòng thiết bị hiệu ứng không thể thiếu trong các sân khấu sự kiện lớn đến nhỏ, chính là máy phun bong bóng. Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem lại những khoảnh khắc tuyệt vời, đắm chìm trong không gian bong bóng đầy thơ mộng được tạo ra từ thiết bị này nhé. Dung dịch bong bóng được chúng tôi sử dụng là dòng nhập khẩu chính hãng, đã được kiểm định chất lượng, không màu, không mùi và đặc biệt an toàn cho người dùng ngay cả trong không gian kín. Máy tạo bong bóng hoạt động dựa trên nguyên lý cơ bản là nhúng vào dung dịch và thổi gió. Hai động tác này thực hiện bởi động cơ bước quay và chiếc quạt thổi gió được thiết kế nhỏ gọn bên trong máy. Động cơ bước quay được lắp đặt trong máy là dòng cao cấp, cho máy hoạt động vô cùng êm ái. Tốc độ vòng tua nhanh tạo ra hàng ngàn của cầu bong bóng bay lơ lửng vô cùng đẹp mắt. Với chiếc máy phun bong bóng nhỏ gọn và tiện lợi này, sẽ là một ý tưởng tuyệt vời cho những buổi liên hoan, sinh nhật, tiệc cưới hay những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, những bộ ảnh và thước phim đặc sắc. Những quả cầu bong bóng bay lơ lửng trong không gian sẽ giúp cho không gian thêm phần ngọt ngào, tạo bầu không khí sự kiện trở nên thật lãng mạn, thu hút và ấn tượng hơn gấp nhiều lần. Rất nhiều khách hàng đã đặt mua thiết bị máy phun bong bóng chính hãng từ chúng tôi ngay trong sự kiện và nhận về rất nhiều chính sách ưu đãi về giá và hậu mãi khác. Bạn đang làm trong lĩnh vực sân khấu, tổ chức sự kiện hay là chủ các quán cà phê, phòng trà, quán bar, khu vui chơi trẻ em hay cả những phim trường, studio, mong muốn biến hóa không gian của mình trở nên thật hấp dẫn và cuốn hút? Đừng quên liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn và báo giá ưu đãi nhất. Chắc chắn, với chiếc máy phun bong bóng đặc biệt này, cơ sở kinh doanh của bạn sẽ thật khác biệt, thu hút được gấp 5, thậm chí gấp 10 lượt khách ghé thăm, sử dụng dịch vụ để tăng doanh thu nhanh chóng đấy.